Chào các bạn, hôm nay mình làm cái video nói về việc chuyển đổi trường học lại xe ô tô ở Đức, các bước và thủ tục làm như thế nào. Thì do có nhiều bạn hỏi mình về vấn đề này cho nên mình phải làm cho nó rõ ha. Các bạn nhìn thấy đây là cái tờ giấy được gọi là Ausbildungsausweis hay Ausbildungsbescheinigung, có nghĩa là cái tờ giấy mà ở trường dạy lái cũ sẽ cấp hay là chứng nhận cho các bạn là cái số giờ các bạn đã học được ở trường cũ là bao nhiêu rồi để các bạn đem tới nộp cho trường mới. Thì đây là cái tờ giấy mà các bạn cần phải đi xin ở trường cũ. Thì cái lý do mà chuyển đổi trường dạy lái là vì sao? Thì cái việc học lái ở Đức mình thấy là cái việc này rất là thách thức đối với người nước ngoài. Bất kỳ người nước nào cũng vậy thôi, họ cũng sẽ gặp khó khăn khi học lái xe ở Đức, đặc biệt người Việt Nam mình. Mình cảm thấy là có rất là nhiều người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ nấu ăn rất là giỏi, làm đeo rất là giỏi, rất là thông minh trong những cái lĩnh vực này. Tuy nhiên khi mà đi học lái xe thì cái việc học lái xe nó biến tất cả những người tài giỏi thông minh đấy ở cái lĩnh vực khác trở thành những kẻ ngu ngốc kiểu như vậy đó. Cho nên là tình hình chung là như vậy. Thì cái lý do mà chuyển đổi trường dạy lại thì mình đưa ra một vài lý do như sau. Cái đầu tiên thì đương nhiên là chuyển chỗ ở từ thành phố này, từ tỉnh này sang thành phố khác, thành khác. Thì cái việc này các bạn bắt buộc do công việc của các bạn nên các bạn phải chuyển đổi thôi. Thì đương nhiên là chuyện này rất là chính đáng ha. Không ai có lý do lý cuối gì cả. Tuy nhiên cái lý do đa số mọi người thường thường gặp phải đây chính là cái quá chán. Vì thường thầy dạy lại đủ các thể loại lý do. Ví dụ như bây giờ như tự mình liệt kê ở đây. Khi mà trường dạy lái chỉ có một người và họ là chủ trường và bạn không thể nào hòa hợp được với người dạy lái này. Thì mình thấy đặc trưng ở Đức là có rất nhiều trường dạy lái chỉ có một người thôi. Cho nên là rất là khó trong cái việc nhà mọi người đã không thích rồi thì càng rất là khó để mà học hành với người ta. Cho nên cái lý do các bạn chuyển đổi là rất là dễ hiểu ha. Hoặc là quá chán với thầy dạy lái cũ. Khi mà họ không sắp xếp được lịch học cho các bạn như các bạn mong muốn, đặc biệt là cái khoảng thời gian này là thời gian corona, sau khi mà corona nghỉ thời gian rất là dài, bây giờ không chỉ các bạn mà có rất 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 là nhiều người khác cũng muốn đi học kỳ bằng lái, cho nên là họ rất là đông và họ không thể nào sắp xếp được cái lịch dạy cho các bạn. Một tháng có những người chỉ học được có một buổi hai buổi thì không biết như thế thì đến khi nào thì mình thực hành thì mới xong được bằng lái ha. Mà không biết cái này thì mình không hiểu là họ sẽ xử lý tình huống như thế nào, hoặc là rất là nhiều nơi là không không tổ chức được cái lớp học lý thuyết cho mọi người bởi vì họ không tổ chức được online, bởi lớp học thì chỉ có một buổi học như vậy thì phải ngồi cách dàn nhau ra mấy mét như vậy thì làm đủ không gian để cho người ta ngồi không? Cho nên là họ thường từ chối. Thì đấy là những cái lý do mà mình nói. Thì thực ra thì có rất là nhiều lý do khác. Ví dụ như là thầy giáo chửi liên tục, lại không tốt bị thầy giáo chửi liên tục. Mà thầy giáo thì lại nhiều lúc mình phải nói là cái kỹ năng sư phạm họ yếu. Các bạn cứ hình dung xem nếu như các bạn học lại xem mà về lại với chồng con cũng vậy á, cái chồng con là người nhà của mình thực tập với chồng chồng lại cho mình, nhiều lúc chồng cũng nổi quá hỏng lên ha, chồng chửi mình này kia hay là vợ cũng chửi mình thì tại sao lại dở như thế. Chính cái bản thân người trong nhà mình đã không động viên được mình rồi thì cho nên cái việc ông thầy giáo mà dạy mà la mắng chửi bới mình
Mình nghĩ là chuyện hầu như ở đâu cũng xảy ra. Và bởi để cái cảm xúc khi mà dạy lại cho mọi người học đó, được được tốt, thì mình nghĩ là cái người giáo viên đấy phải là người cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ trầm tĩnh và cực kỳ thông cảm. Còn nhiều người thì quá cảm xúc thì chắc chắn là họ sẽ la mắng. Thì cái này là tùy vào từng người các bạn ha, không phải ai cũng 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 làm được việc này tốt cả. Thì đấy là những cái điều mà mình nói các bạn. Thế thì bây giờ chuyển làm thế nào để chuyển hoặc là đổi được cái trường dạy lái xe? Thì mọi việc khá đơn giản ha. Đầu tiên thì các bạn tìm trường dạy lái mới để hỏi về cái giá cả thủ tục chuyển trường như thế nào. Bởi vì các bạn cần phải hiểu là mỗi trường học lại thì họ sẽ có một cái giá để an bài đúng khác nhau. Bởi vì các bạn chuyển trường cho nên cần phải làm thủ tục an bài đúng này. Thì họ phải lấy giá, cứ có nơi thì là 25 ơi, có nơi thì là 100, có nơi thì là 150 ha, không biết được. Có thậm chí có nhiều nơi rẻ hơn thì mình cũng không chắc lắm. Thì cái này các bạn cần phải tự tìm hiểu, tự hỏi các trường dạy lại đi ha. Sau khi các bạn hỏi xong rồi thì các bạn quay về trường cũ xin cái tờ giấy xác nhận đã được học bao nhiêu giờ. Thì cái tờ giấy này mình nhắc lại là có tên là Ausbildungsnachweis hay là Ausbildungsbescheinigung. Thì cái tờ giấy là cái hình lúc này ở cái video, cái đoạn trước mình chụp cho các bạn ấy đấy. Đó là cái tờ giấy đó là Ausbildungsnachweis. Các bạn xin tờ giấy này. Thì trong cái tờ giấy này nó sẽ liệt kê ra những cái số tiết các bạn đã học được, số giờ các bạn đã học được. Thì những số giờ này thì các bạn sẽ được miễn ở trường trường mới nhá. Sau khi có tờ giấy đấy rồi thì các bạn mang tờ giấy này cùng với hộ chiếu ra trường mới nộp giấy tờ thôi, đóng lệ phí chuyển trường và làm với họ một cái phép trác mới, đó là các bạn học lái xe loại nào, giờ giấc làm sao, giá tiền như thế nào, thì các bạn sẽ được được học thôi à. Thì đấy là những cái thủ tục đơn giản cần thiết để xong rồi không có gì phải lo lắng nữa cả. Rồi thì trường mới thì sẽ căn cứ vào cái tờ giấy này để họ giảm cái số giờ cho bạn đang ở trường cũ. Thì như lúc này mình nói là gì, ví dụ như các bạn học xong lý thuyết rồi thì không cần phải học lý thuyết ở trường trường mới nữa, họ sẽ miễn cho các bạn ha. Hay là các bạn đã học lại đêm rồi thì công an mình sẽ học lại đêm này ha, thì họ sẽ căn cứ cái số giờ đấy để miễn cho các bạn. Tuy nhiên cái việc lái xe nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của từng người. Mặc dù các bạn đã học được 30 tiết ở ở trường trường cũ rồi, nhưng mà sang bên trường mới các bạn tay lái kém quá thì họ vẫn bắt các bạn học nhiều hơn ha. Cho nên là cái việc học của trường nào thì cũng có những cái ưu và nhược điểm. Quan trọng nhất là người thầy của các bạn. Người thầy của các bạn mà tốt với các bạn ấy, thì nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Còn người thầy của các bạn mà không không thông cảm được các bạn, suốt ngày la mắng chửi với các bạn thì các bạn sẽ bị tâm lý rất là nặng. Thì mình thử lấy một cái ví dụ như thế này. Mình có một người bạn, có một ông thầy giáo. Bạn ấy là có bầu sắp sắp sinh rồi. Có bầu sắp sinh rồi. Cho nên bạn ấy rất là lo lắng. Thì là bạn ấy đi đi thi. Thì trước khi thi ông thầy giáo nói á là con bé này là ông thầy giáo ngồi ngoài xe ô tô chờ ông tuyếp ra. Thì trong lúc đấy á, ông thầy giáo cầm điện thoại lên gọi điện là chúng ta đã đến rồi, chúng ta đã ngồi ngoài đây đã đợi rồi. Ông thầy giáo nói là việc cô học trò này là cô ấy đang có bầu và cô ấy đang rất là lo lắng trong suốt quá trình và thậm chí có nhiều lúc bị stress. Thì ông ấy nói với ông giám thị như thế qua điện thoại. Thì cô gái đi nghe thầy nói như thế. Sau đó thì thì cô giáo này, cô gái này kể là cô ấy á thi lái xe thì bình thường, nhưng mà khi đậu bác á cô ấy vi phạm những cái lỗi như sau. Cô ấy đậu 3 lần mà không được. Cô ấy cứ nói với ông giám thị là tao biết là cái việc này khó,
tao xin mày thì tao tao đầu lại, nhưng mà tao tin tao vẫn làm được. Cô ấy đã nói như vậy. Rồi cô ấy còn bị ra một cái lỗi là đi ra đường là không có quan sát xe đạp, thì từ đâu là xe đạp nó bất ngờ lao tới, và cô ấy đạp phanh một phần cấp một phát là một xé một chút xíu nữa thôi là cái hai thằng xe đạp và tan nát luôn rồi. Rồi đến khi cô ấy về tiếp, thế là không hiểu sao mà ông thầy, nói chung là mọi chuyện nó diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Thì ông giám thị ông nói là ok mày lại hôm nay lại mày lại rất là tốt và rất là an toàn. Thầy giáo cũng 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 nói là mày lại rất là tốt. Nhưng mà bản thân cô ấy kể lại với mình là gì, cô ấy là thực sự lại sẽ không tốt, và hai người đấy á là nói chung là tạo điều kiện trao cái bằng này cho cái cô ấy. Thì cái việc mà chuyển đổi trường học tìm thầy dạy lại là một điều rất là hên xui đối với mọi người ha. Gặp được người tốt thì các bạn sẽ rất là tốt. Thì hy vọng các bạn là tìm được người thầy tốt và sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái kỳ, trong cái việc đi thi. Rồi, chúc các bạn tìm trường tốt và lái xe an toàn ha, sớm các bạn lái xe ô tô.